Triển khai dự án đầu tư nâng cấp mở rộng quốc lộ 13, mặc dù đã có những cố gắng nhất định, dự án vẫn còn gặp phải nhiều khó khăn, đặc biệt là trong công tác giải phóng mặt bằng. Đối với các hộ dân sau khi bàn giao mặt bằng đã xây dựng lại nhà cửa và mong muốn chính quyền đẩy nhanh giải phóng toàn bộ mặt bằng để tuyến đường sớm hoàn thành. Đối với công tác giải phóng mặt bằng, đến nay đoạn từ nút giao Tự Do đến ngã tư Lê Hồng Phong đã đạt được tiến độ nhất định. Còn 12% diện tích chưa giải phóng mặt bằng thuộc thành phố Thuận An sẽ được bàn giao trong quý tư năm 2024. Các đoạn tuyến khác, đoạn từ cầu Ông Bố đến nút giao Hữu Nghị đã bàn giao khoảng 80% mặt bằng, đoạn từ cổng chào Bình Phú đến cầu Ông Bố là 72%. Ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thuận An cho biết, địa phương đang tích cực vận động các hộ dân nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng. Tuyến mà từ cầu Vĩnh Bình đổ về ngã tư cầu Ông Bố thì cái mật độ xây dựng người dân rất là cao, do đó cái số người dân bị ảnh hưởng giải tỏa trắng cũng rất là nhiều. Hiện nay thành phố Thuận An đã xây dựng xong khu tái định cư và đã xây dựng xong cái giá đất tái định cư, sẽ tổ chức giao đất cho người dân. Do đó cũng đề nghị bà con nhận đất để sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Việc chậm tiến độ giải phóng mặt bằng đã ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch thi công và giải ngân vốn đầu tư. Đến nay, dự án mới chỉ giải ngân được 8,8 tỷ đồng trên tổng số 160 tỷ đồng kế hoạch năm 2024. Cũng do vướng mắc về mặt bằng nên công tác di dời lưới điện cũng bị chậm lại. Giải phóng mặt bằng chậm cũng làm cho nhiều đoạn tuyến chỉ được thi công một phần, gây ra tình trạng da beo, không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị mà còn gây bất tiện cho người dân. Theo tôi là người dân thì tôi thấy ngành điện đã tích cực để mà đấu lưới ra tương đối an toàn rồi. Giờ chỉ mong là cái hệ thống đường cho san lấp mặt bằng lại cho nó bằng phẳng cho người dân dễ làm ăn. Hiện nay là công trình lưới điện cũng đang di dời, cũng mong muốn là đơn vị thi công làm nhanh sớm hơn để cho hoàn thiện cái đoạn đường này. Dự án thi công chậm với nhiều đoạn đường bị đào xới, để lâu đã ảnh hưởng rất lớn đến việc kinh doanh buôn bán, sinh hoạt của người dân dọc tuyến đường này. Cùng với đó là tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Hầu hết các hộ dân sau khi bàn giao mặt bằng đã xây dựng lại nhà cửa và mong muốn tuyến đường sớm thi công hoàn thành. Theo ghi nhận, đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thành đoạn từ ngã tư Lê Hồng Phong đến đại lộ Tự Do.